Rồi các bạn, năm nay ngủ muộn, ngủ muộn quá quên một chân gà. Nói rồi. Bây giờ thấy bà con nó lên nó ngủ xuống. Ăn được con ngựa. Mất thời gian. Xem cái máng còn có tí. À, ăn hết sạch bọc. Không còn. Bò gà đang ấp kìa. Đang ấp. Mình mới thấy được có 3 quả, 4 quả. Chỉ 2 quả đó. Ừ, dưới này sạch bông, 3 con liền, 3 con ấp nhốt, không chớp nhốt, ối ăn hết, còn chưa được bọc, tí rồi bọc ối lại, ô, mùa khai này, ra hoa này. Mọi người lấy dài cái này tí ngắt rồi sẽ ăn trứng. Cái khế có người gạ bán này.
không cho bán nữa, chặt chặt cái vướng là chặt mẹ gốc ngòm ghê tiếc thế. Đang nhìn đang lạnh để chặt đây. Đây. Quốc bỏ đi. Đúng rồi. Tiếng nhà này. Thế là xong rồi, bông xong rồi. Ôi nó đảo lên rồi. Ở nhà mấy con gà. Úp à, khi mẹ nhìn mấy cám, cám được đặt một chỗ. Úp à, mấy con gà nữa, chơi thật. Quên, đi mua cám. Đây là con mới. Rồi, cám về rồi. Cái này có cứ gì gì lên đây 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 ăn đi này, cái gì mùa mới. Mặt thì à, bọc quả ủi á.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sắp. Cả chùa ra hoa này. Ba cây nói dẹp cá mọc rồi mới nhổ đây là lông cái này nó lúc tìm không thấy mọc lung tung này có cái mọc lên lẫn lộn. Ơi cái chanh vẫn còn ra hoa tiếp tục nhé, tiếp tục ra hoa, hoa mới, hoa cũ, hoa mới. Rồi chào các bác nhé, chiều này. Này cái thuốc ấy. Mấy con